Tôi biết rằng hầu hết chúng ta khi xem video này đều đang ở một nơi an toàn. Nhưng bạn có bao giờ để ý rằng nơi mà phần lớn cuộc đời chúng ta dành để trải nghiệm chỉ là một chấm nhỏ, rất rất nhỏ so với thế giới này hay không? Điều này có nghĩa là ngoài cái sự an toàn mà chúng ta may mắn được hưởng, còn có những môi trường khác khắc nghiệt hơn rất nhiều ở ngoài kia. Con người trên thực tế có khả năng thích nghi để sống sót ở nhiều môi trường và điều kiện tự nhiên khác nhau. Điều này là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, khi rời khỏi khu vực an toàn, khả năng thích ứng ấy có giới hạn đến đâu? Bạn có bao giờ hình dung ra được những nơi đáng sợ và khắc nghiệt đến cùng cực trên thế giới này sẽ trông như thế nào hay chưa? Đó sẽ là một nơi lạnh giá, trực chờ bóp nghẹt bất cứ ai có ý định chinh phục nó. Một nơi được mệnh danh là tử địa lộ thiên lớn nhất hành tinh. Hay một hòn đảo với mầm bệnh nguy hiểm, sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám bén mảng lại gần. Tôi không biết bạn sẽ gọi những địa điểm ấy là gì, nhưng có lẽ từ ngữ thích hợp nhất là tử địa hoặc vùng đất chết. Với những nơi như vậy, tốt nhất là bạn đừng bao giờ có ý định lại gần nếu như vẫn muốn giữ lại cho mình mạng sống quý giá. Đó là những nơi như thế nào? Tại sao chúng lại đáng sợ đến thế? Và liệu rằng với khả năng của con người chúng ta có thể chinh phục được những tử địa ấy hay không? Tất cả thắc mắc của các bạn sẽ được lý giải trong hành trình khám phá những vùng đất chết bạn tuyệt đối không được đặt chân đến. Đừng quên dành cho video này một lượt like và đăng ký kênh để giúp Vũ trụ Nguyên Thủy ngày càng lớn mạnh. Không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, video xin được phép bắt đầu. Đầu tiên phải nói rằng, những tử địa mà chúng ta tìm hiểu trong video hôm nay hoàn toàn là những nơi có thật trên trái đất. Chúng là những vùng đất trước kia đã từng có người ở, hoặc hiện tại vẫn còn người ở nhưng số lượng rất ít. Thứ khiến những nơi ấy trở nên nguy hiểm và được gọi với cái tên vùng đất chết cũng được chia làm hai trường hợp. Một là do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hiểm ác tạo nên. Hai là do sai lầm của con người khiến vùng đất ấy không thể nuôi dưỡng bất cứ sự sống nào. Và tôi tin chắc rằng sau khi ghé thăm những nơi này, bạn sẽ cảm thấy mình hóa ra đang được sống ở nơi cực kỳ an toàn. Trước tiên, hãy ngắm nhìn những hình ảnh này. Bạn có nhận ra nó rất quen thuộc hay không? Đúng vậy, chúng ta đang ở đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Đúng 11 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 năm 1953, hai nhà leo núi là Edmund Hillary, người New Zealand, và Tenzing Norgay, người Nepal, lần đầu tiên đặt chân thành công lên đỉnh núi cao nhất hành tinh. Họ đã cùng nhau tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử thế giới, khi là những người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Sau nhiều năm ấp ủ giấc mơ chinh phục đỉnh Everest cao 8.848m và sau 7 tuần sống sót gian khổ giữa vùng núi tuyết Himalaya lạnh giá đến cùng kiệt sức lực, hai con người nhỏ bé ấy đã làm được. Mang trên vai ba lô nặng 30kg, luôn phải hít thở bầu không khí cực kỳ loãng và lạnh thấu xương đến âm 19 độ C. Nhưng cả Edmund Hillary và Tenzing Norgay đều dành cho mình thời gian tận hưởng những giây phút cuộc đời đầy huy hoàng khi đứng trên nóc nhà của thế giới. Họ phóng tầm mắt nhìn ra tứ phía mà cảm nhận sự thành công được đánh đổi bằng cả tính mạng để truyền đi thông điệp rằng tự nhiên dù khắc nghiệt đến mấy thì con người nhỏ bé vẫn có thể khuất phục được. Kỷ vật mà họ để lại trên đỉnh Everest như một lời tri ân là thanh chocolate và cây thánh giá. Chúng là những biểu tượng của niềm tin và sự sống để mong rằng rồi sẽ có những con người quả cảm khác viết tiếp thành công của họ trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa đó. Thế nhưng đằng sau những ánh hào quang rực rỡ ấy, có lẽ hai nhà leo núi cũng không thể ngờ cái nơi tuyệt đẹp mà mình vừa chinh phục sau này lại trở thành mồ chôn lớn nhất của các nhà thám hiểm. Từ sau khoảnh khắc lịch sử, người ta đổ xô nhau đi chinh phục nóc nhà của thế giới. Nhưng rồi họ cũng dần phát hiện ra một sự thật. Everest thật sự đáng sợ. Nó đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Everest
đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ các nhà leo núi, các nhà thám hiểm đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ mang trong mình nhiệt huyết tưởng chừng không thể bị dập tắt để thử thách bản thân ở giới hạn cao nhất và để một lần trong đời ghi tên mình vào sử sách. Đáng buồn thay, rất nhiều người trong số họ đã mãi mãi không bao giờ đạt được điều đó. Tính đến năm 2016, trong tổng số 4.000 nhà leo núi đi chinh phục đỉnh Everest, thì có 280 người vĩnh viễn gửi thân mình trong tuyết lạnh vùng Himalaya. Và điều này đã biến Everest trở thành tử địa tự nhiên lớn nhất thế giới. Bạn có tưởng tượng được con người sẽ phải trải qua những gì nếu như muốn chinh phục nóc nhà của thế giới hay không? Với một điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khủng khiếp, có lẽ một người bình thường khó lòng có thể thích nghi nổi với thời tiết nơi này, chứ không cần nói đến việc chinh phục nó. Nhưng nếu là một người có thể chất đặc biệt tốt và có kinh nghiệm luyện tập, bạn sẽ leo được khoảng 2.500m mà chưa gặp phải vấn đề gì quá lớn. Khi vượt qua cột mốc 2.500m, các triệu chứng lạ bắt đầu xuất hiện do cơ thể đang dần quá tải. Những triệu chứng thường gặp nhất ở độ cao này là buồn nôn, đau đầu, chóng mặt và kiệt sức. Nghe thì cũng chưa có vẻ gì là nguy hiểm cho lắm. Nếu có thể nghỉ ngơi một chút, có lẽ hành trình vẫn được tiếp tục. Lên đến 3.600m, cơ thể bạn một lần nữa báo hiệu cho việc nó đang cảm thấy không ổn. Những triệu chứng tồi tệ hơn bao gồm khó thở, ho ra máu, mất ý thức có thể xuất hiện. Và ở độ cao này, vài người xấu số sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Những người tiếp tục leo lên tới 5.400m sẽ phải đối mặt với không khí loãng khi mà lượng oxy chỉ bằng 50% so với dưới mặt đất. Nếu ở tại ngưỡng độ cao này quá 30 phút, một người có thể tử vong nếu không có bình dưỡng khí. Và cuối cùng ở 8.000m, bạn đã chạm đến ngưỡng máu tử, hay còn gọi là ngưỡng chết. Lượng oxy lúc này chỉ còn 30% so với mực nước biển. Nhà leo núi chuyên nghiệp người Mỹ David Brisias, người đã từng chinh phục Everest nhiều hơn một lần, mô tả về ngưỡng chết này như sau. Ở ngưỡng chết, ngay cả khi được trang bị bình dưỡng khí, bạn vẫn cảm thấy như thể mình đang chạy trên máy tập, nhưng chỉ được hít thở không khí qua ống hút. Vậy ta có thể định nghĩa nó như thế nào? Ngưỡng chết hay dead zone là khu vực được giới leo núi chuyên nghiệp thế giới sử dụng khi một nhà leo núi chạm đến độ cao trên 8.000m so với mực nước biển. Tại vị trí này, oxy là thứ trở nên xa xỉ và đắt đỏ nhất đối với lá phổi của con người. Một nhà leo núi nghiệp dư khi chạm đến độ cao này có thể bất tỉnh hoặc tử vong sau vài chục giây không có bình dưỡng khí. Đối với những tay leo núi chuyên nghiệp, họ cũng sẽ nhanh chóng bị cơn đau đầu xâm chiếm và dần mất đi ý thức. Thiếu oxy cộng với nhiệt độ hạ mức âm độ C sẽ khiến họ nôn mửa, mất phương hướng và gặp ảo giác. Cái chết sẽ nằm chắc trong tay nếu người đó không được hít oxy và làm ấm cơ thể sau vài phút. Và hẳn là bạn đã đồng ý rằng không còn gì phải bàn cãi khi người ta gọi Everest là tử địa của thế giới. Nếu là một người bình thường, bạn chắc chắn tuyệt đối không nên cố gắng chinh phục nó. Tôi và bạn sẽ chẳng có chút cơ hội sống sót nào ở một nơi như thế. Nhưng loài người luôn có những ngoại lệ. Con người biết cách để chiến thắng thần chết và khuất phục tự nhiên. Người đàn ông mà chúng ta nhìn thấy tên là Reinhold Messner, một huyền thoại đích thực của những nhà leo núi. Ít ai biết được rằng huyền thoại leo núi Messner sớm hình thành đam mê chinh phục đỉnh cao ngay từ khi mới chỉ là cậu nhóc 5 tuổi. Ở cái tuổi khi các bạn cùng trang lứa chỉ biết ăn, biết ngủ ấy, Reinhold Messner đã thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên trong cuộc đời tại dãy Dolomites của Ý với những cảnh quan tuyệt đẹp mà không một nơi nào trên trái đất có được. Đến năm 20 tuổi, Reinhold Messner cùng người anh trai là Gunther Messner đã ghi danh trở thành những nhà leo núi tài ba nhất của châu Âu. Với một con người như vậy, người ta chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó là thiên tài. Từ thiên tài đến vĩ đại là một con đường dài. Và để được coi là vĩ đại, có một nơi bắt buộc Reinhold Messner phải chinh phục. Chắc chắn rồi, nơi ấy là tử địa Everest. Nhưng trước đó đã có rất nhiều người chinh phục được Everest. Làm thế nào để có một kỳ tích huy hoàng hơn tất cả những con người ấy? Câu trả lời là chinh phục nó mà không cần bình dưỡng khí.
Rangel Messner là người đầu tiên đề nghị thám hiểm Everest mà không cần đến sự trợ giúp của bình dưỡng khí. Và với những gì chúng ta đã nói với nhau ở phần trước, điều này gần như đồng nghĩa với tự sát. Bất chấp mọi phản đối của các nhà leo núi đồng nghiệp cùng những lý giải của giới khoa học, ngày 8 tháng 5 năm 1978, đội leo núi gồm hai người là Rangel Messner và Peter Habeler, một nhà leo núi người Áo, đã chạm chân lên Everest mà không cần bình oxy. Quả thực, lúc ấy, tôi không còn là chính mình nữa. Mọi thứ trở nên mơ hồ trước mắt. Tâm trí tôi như mụ mị hẳn đi. Khi đứng trên nóc nhà của thế giới, tai tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng thở gấp mạnh. Chúng tôi đang hớp lấy những luồng oxy hiếm hoi trên vùng không khí cực loãng ấy. Đó là những gì mà Rangel Messner mô tả lại khi nhớ về chuyến hành trình kỳ diệu này. Nhưng dường như đối với ông thì chiến thắng ấy có vẻ không mang tính tuyệt đối và thỏa mãn như ông mong muốn. Việc leo lên đỉnh Everest mà không cần bình oxy vốn dĩ đã quá phi thường trong lịch sử loài người. Chắc chắn chiến tích ấy đủ để Rangel Messner được lưu danh sử sách. Tuy nhiên, có lẽ ông không thích phải chia sẻ vị trí ấy với bất cứ ai. Chỉ 2 năm sau, vào ngày 20 tháng 8 năm 1980, Rangel Messner lên đường chinh phục Everest một lần nữa. Lần này, ông chỉ đi một mình. Cảm giác đơn thương độc mã chinh phục đỉnh núi Everest là điều khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi leo lên đỉnh ấy một mình và cũng trở về an toàn một mình. Lúc đang leo lên, tôi trượt chân ngã xuống khe nứt vào ban đêm và gần như bỏ cuộc vì đói, lạnh và sợ hãi. Thế rồi, niềm khát khao chinh phục Everest một mình đã vực tôi đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Khi lên đến đỉnh, cảm giác sung sướng ấy không khác khoảnh khắc loài người đặt chân lên mặt trăng là bao. Everest thực sự là một tử địa lớn. Nó đã, đang và sẽ luôn là như vậy mãi mãi về sau. Nhưng bạn thấy đấy, đó chưa phải là ngưỡng giới hạn của con người. Chúng ta vẫn có những cá nhân kiệt xuất chinh phục được nóc nhà của thế giới, chinh phục được tử địa Everest. Quả thực, tự nhiên hiểm ác vẫn có thể bị con người khuất phục. Tuy nhiên, có những tử địa mà con người không thể nào tìm ra cách khuất phục được nó, bởi chúng được tạo ra từ chính bàn tay của con người. Nằm cách bờ biển Scotland khoảng 1 km về phía tây là hòn đảo nhỏ Greenard. Vẻ đẹp nguyên sơ của nó giờ chỉ còn là dĩ vãng. Bởi cách đây gần 7 thập kỷ, con người đã biến nó trở thành một trong những khu vực nguy hiểm nhất hành tinh, không có bóng người hay động vật sinh sống. Hiện tại, nhìn nó như thể một nghĩa địa hoang tàn trong các bộ phim hậu tận thế của Hollywood. Thật vậy, bất cứ ai cũng có thể mất mạng đầy đau đớn nếu cả gan đặt chân đến nơi này. Suốt hàng chục năm qua, nhiều người luôn thắc mắc rằng điều gì đã biến hòn đảo nhỏ vốn xinh đẹp này trở thành địa ngục chết người? Để trả lời câu hỏi ấy, chúng ta hãy cùng quay về thời điểm những năm đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Bí mật đen tối của hòn đảo được xem là đảo tử thần hay đảo chết này sẽ được hé lộ bởi người Anh. Năm 1940, khi Thế chiến thứ hai đang bước vào giai đoạn cao trào, đặc biệt là sau hàng loạt cuộc oanh kích dữ dội của phát xít Đức xuống nước Anh, mọi thứ dường như đang tệ dần và mất kiểm soát. Chính phủ nước Anh lúc này dấy lên mối lo ngại về một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học mà người Đức có thể thực hiện. Khi mà thế giới chưa biết đến thứ mang tên vũ khí hạt nhân, thì vũ khí sinh học chính là con quái vật đáng sợ nhất. Đứng trước tình thế cấp bách này, Thủ tướng Anh lúc đó là Winston Churchill muốn có một loại vũ khí tương tự. Họ cần điều đó để sẵn sàng đáp trả và ngăn chặn Đức Quốc xã trong trường hợp Hitler phát động một cuộc tấn công vũ khí sinh học nguy hiểm. Người Anh nhanh chóng triển khai nghiên cứu và xác định tính khả thi của loại vũ khí sinh học mà họ gọi với mật danh là N-bomb. Các nhà khoa học quân sự hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Vũ khí Sinh hóa Tuyệt mật đã nghiên cứu khả năng tấn công địch bằng cách sử dụng vi khuẩn than. Kế hoạch của những bộ óc quân sự hàng đầu ấy là cho phát nổ những quả bom chứa nội bào tử vi khuẩn than để loại vi khuẩn gây chết người này phát tán ra không khí và thực hiện sứ mệnh giết người hàng loạt của nó. Bạn có biết rằng vi khuẩn than đáng sợ đến mức nào hay không? Vi khuẩn than có thể tiết ra loại protein có độc tính cực mạnh, gây tử vong nhanh. Một người trưởng thành chỉ cần tiếp xúc với một lượng bào tử vi khuẩn than cực nhỏ cũng có thể thiệt mạng.
Vi khuẩn than không chỉ giết người, mà khu vực có loại vi khuẩn này phát tán còn bị ô nhiễm trong thời gian rất lâu sau đó. Có vẻ còn quá mông lung để hình dung về thứ đáng sợ này. Đừng lo, tôi sẽ nói kỹ hơn về nó ngay bây giờ. Bacillus anthracis, tức vi khuẩn bệnh than, là một loại vi khuẩn kỵ khí hình que, có kích thước rất rất nhỏ. Nó được Robert Koch chứng minh là có thể gây bệnh vào năm 1876, khi ông lấy mẫu máu từ một con bò bị nhiễm bệnh, phân lập vi khuẩn và đưa chúng vào chuột thí nghiệm. Ở ngoài môi trường, khi điều kiện bất lợi, vi khuẩn than sẽ tạo thành bào tử hoặc nha bào tùy theo cách gọi. Bào tử bệnh than mang sức sống rất cao, có thể tồn tại hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ trong môi trường khắc nghiệt và được ghi nhận có mặt ở tất cả các lục địa, kể cả châu Nam Cực lạnh giá. Khả năng chịu nhiệt và đề kháng với các hóa chất khử trùng của bào tử than thật sự đáng kinh ngạc. Dưới tác dụng của phenol 5%, chúng tồn tại tới 40 ngày mà không bị tiêu diệt. Khi đun sôi ở nhiệt độ 100 độ C, chúng tồn tại trong thời gian 10 đến 15 phút. Tồn tại 15 phút khi hấp ướt ở nhiệt độ 121 độ C và trong vòng 1 giờ khi sấy khô ở 150 độ C. Đặc biệt, vi khuẩn thường tồn tại ở dạng bào tử trong đất và nó có thể tồn tại hàng chục năm ở trạng thái này. Tiếp tục câu chuyện về quả bom sinh học của nước Anh. Khi loại bom sinh học sử dụng vi khuẩn than được nghiên cứu xong, họ cần tìm một khu vực hẻo lánh để thử nghiệm nó. Và thế là họ chọn hòn đảo Greenock làm nơi nghiên cứu khả năng hủy diệt của N-bomb. Nạn nhân đầu tiên hứng chịu loại bom mỏng bệnh chết chóc này là 80 con cừu. Chúng được vận chuyển bí mật lên đảo và âm thầm trải qua những cái chết đau đớn do vi khuẩn than dày vò. Vài ngày sau khi cho nổ bom sinh học, đàn cừu bắt đầu chết la liệt. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được các nhà khoa học quân sự Anh quay lại và mãi đến năm 1997, người ta mới biết về những thước phim đáng sợ này. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Thứ đáng sợ hơn chính là sự ô nhiễm mà N-bomb gây ra. Hòn đảo bị ô nhiễm trục bệnh chết người nặng nề mà không ai biết chính xác nó sẽ mất bao lâu mới có thể khôi phục lại mức độ an toàn để con người và động vật có thể sinh sống. Nó đã chính thức bị con người biến thành một tử địa hoang tàn thực thụ. Không chỉ gây hậu quả khủng khiếp lâu dài cho hòn đảo Greenock sau tất cả những cuộc thử nghiệm của loại vũ khí mầm bệnh chết chóc, xác cừu chết vì bệnh than được chôn một cách bừa bãi, cẩu thả ngay tại đảo. Điều này càng tạo điều kiện cho thứ vũ khí sinh học khủng khiếp kia phát triển và âm thầm giết chết hòn đảo. Mãi đến năm 1981, công chúng mới biết về sự thật khủng khiếp mà đảo Greenock ẩn chứa sau 39 năm chìm trong bóng tối. Bí ẩn được tiết lộ sau khi một nhóm tự xưng là Dark Harvest gửi các mẫu đất nhiễm vi khuẩn than cho báo chí làm bằng chứng. Sự thật cuối cùng cũng bị phơi bày. Người ta gọi những thí nghiệm trên đảo Greenock là minh chứng đầu tiên của khủng bố môi trường. Năm 1986, dưới áp lực của công chúng, chính phủ Anh tiến hành khử trùng đất đai trên đảo bằng cách sử dụng 280 tấn formaldehyde pha loãng với nước biển và phun trên toàn bộ bề mặt của hòn đảo. Một năm sau, người ta tiến hành nghiên cứu lại mẫu đất trên đảo. Kết quả đáng buồn là chỉ một phần nhỏ đất được khử, còn lại vẫn bị ô nhiễm nặng nề. Sau khi người Mỹ mở ra kỷ nguyên của vũ khí nguyên tử năm 1945 với việc thử thành công quả bom mang mật danh The Trinity, vũ khí sinh học cũng vì thế mà dần bị xem nhẹ. Hòn đảo Greenock cũng chìm nghỉm như dự án về quả bom bệnh than của chính phủ Anh. Hơn 7 thập kỷ qua đi kể từ khi những cuộc thí nghiệm cho nổ bom vi khuẩn than trên đảo Greenock, giờ đây Greenock vẫn bị cách ly tuyệt đối. Nó đã trở thành một trong những khu vực nguy hiểm nhất hành tinh do lượng bào tử vi khuẩn than có sức sống mãnh liệt vẫn ẩn trong đất đai. Những nỗ lực cải tạo đất trên hòn đảo Greenock của chính phủ Anh đều rơi vào thất bại, bởi bào tử vi khuẩn than gần như không thể bị phá hủy, tương tự như tính phóng xạ của bom nguyên tử. Và cho đến nay, mặc dù nhà khoa học công bố không tìm thấy vi khuẩn than trên cá thể cừu nuôi thí nghiệm trên đảo, nhưng người ta vẫn không dám đặt chân lên hòn đảo này sinh sống hoặc du lịch. Greenock, một phần hệ quả của chiến tranh, vì thế cũng trở thành một trong những khu vực bị bỏ hoang, nguy hiểm nhất hành tinh và là tử địa mà bạn tuyệt đối không bao giờ được đặt chân đến. Có thể bạn sẽ trách người Anh rằng
họ đã quá độc ác. Thứ vũ khí sinh học chết người kia có lẽ sẽ là một bài học không bao giờ quên của nhân loại. Nhưng bạn không biết được rằng sự độc ác ấy của người Anh không phải là duy nhất. Với người Liên Xô, từ địa Greenland của người Anh có lẽ chỉ tương đương một khu vực thí nghiệm nhỏ nhỏ mà thôi. Đúng vậy, trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô cũng là một quốc gia đi đầu trong việc phát triển vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, xét về cả quy mô và mức độ tàn độc, thì vũ khí sinh học của Liên Xô tạo ra vượt trội hơn nhiều so với người Anh. Và vì thế, họ cũng để lại một từ địa hoang tàn, chết chóc sau khi những dự án qua đi. Ngay từ thập niên 1920, chính phủ Liên Xô đã bắt đầu tìm kiếm một nơi bí mật nhằm xây dựng tổ hợp quân sự khoa học phục vụ cho mục đích phát minh, sản xuất và thử nghiệm vũ khí sinh học. Ban đầu, Hồ Baikal nằm trong danh sách ứng cử viên khả thi nhất, bởi nó nằm ở một khu vực hẻo lánh và hiểm trở, rất thích hợp cho tính tuyệt mật mà dự án yêu cầu. Nhưng rồi, người ta cũng nhanh chóng nhận ra ý tưởng ấy thật ngu ngốc. Hồ Baikal là hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Nếu như nó bị ô nhiễm bởi sự thất bại của dự án, đó sẽ là sự lãng phí khổng lồ đối với nguồn tài nguyên quý giá như nước ngọt. Sau nhiều lần cân nhắc và lựa chọn, danh sách thu hẹp dần xuống còn 3 khu vực là quần đảo Slovetsky ở Biển Trắng, đảo Gorodomlia nằm trên hồ Seliger và đảo Vodrozhdeniya. Và nơi được chọn cuối cùng chính là nơi mà chúng ta đang nhìn thấy. Đảo Vodrozhdeniya nằm cô lập giữa biển Aran. Rộng 200 km², đảo Vodrozhdeniya đáp ứng mọi tiêu chí mà giới lãnh đạo Liên Xô mong muốn. Quan trọng nhất vẫn là đủ bảo mật trước con mắt dòm ngó của phương Tây. Vodrozhdeniya từng là hòn đảo thiên đường của vùng Trung Á. Bao quanh bởi làn nước trong vắt như pha lê, hòn đảo nhỏ này toát lên vẻ đẹp bình dị của làng chài với những ngư dân siêng năng, chăm chỉ. Tất cả những điều tuyệt vời ấy sau này chỉ còn là ký ức. Vào năm 1948, khi cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô bước sang năm thứ 3, Liên Xô đã bắt tay ngay vào xây dựng một thí nghiệm vũ khí sinh học trên đảo Vodrozhdeniya. Họ cho thử nghiệm hầu hết các loại mầm bệnh gây nguy hiểm với con người như bệnh than, bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch, viêm não ngựa Venezuela nhằm tìm ra thứ vũ khí khủng khiếp nhất. Chưa dừng lại ở đó, Liên Xô tiếp tục xây dựng một căn cứ quân sự ngay trên đảo có tên là Arans 7 vào năm 1954. Bắt đầu từ đây, các nhà khoa học bí mật làm việc tại căn cứ này đã tiến hành thử nghiệm tác động của các mầm bệnh truyền nhiễm chết người lên động vật. Bạn có đoán được họ sẽ dùng động vật nào hay không? Chắc chắn rất nhiều người nghĩ rằng các nhà khoa học Liên Xô sẽ thử nghiệm mầm bệnh trên loài chuột, bởi đây thường là vật mẫu trong các thí nghiệm khoa học. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Đối tượng họ nhắm tới là loài khỉ. Trung bình mỗi năm, khoảng 200 đến 300 con khỉ được đưa đến hòn đảo. Tất cả các cá thể khỉ sẽ bị nhốt vào lồng lớn ngoài trời, hít thở bầu không khí đầy vi khuẩn, sao cho phơi nhiễm bệnh một cách tuyệt đối. Sau một thời gian, chúng sẽ được mang đến phòng thí nghiệm, nơi người ta kiểm tra máu và theo dõi quá trình mầm bệnh hủy hoại cơ thể chúng ra sao. Thông thường, các con khỉ thí nghiệm sẽ chết trong vài tuần trong đau đớn. Mặc dù là hòn đảo nằm cô lập giữa biển và phần lớn những người dân cũng bị sơ tán đi nơi khác sinh sống, nhưng Vodrozhdeniya vẫn là nơi đông đúc, bởi tại đây có đến 1.500 người bí mật sinh sống và làm việc. Họ bao gồm các nhà khoa học, bác sĩ và giới quân đội được chính phủ Liên Xô tuyển chọn và đưa đến. Vốn không có tên trên bản đồ và hoàn toàn được thực hiện trong bí mật, nên Liên Xô phần nào cảm thấy yên tâm cho các dự án phát triển vũ khí sinh học chết người của mình. Tuy nhiên, 14 năm sau khi phòng thí nghiệm đầu tiên được xây dựng và đi vào hoạt động, góc khuất đen tối thời chiến tranh lạnh mà Liên Xô cố che giấu đã bị phơi bày. Năm 1962, vì nghi ngờ những hoạt động kỳ lạ tại vùng biển Trung Á, CIA đã sử dụng vệ tinh và chụp được hàng loạt các bức ảnh tại Vodrozhdeniya. Bên cạnh những hình ảnh làng chài còn lưu giữ lại để làm bình phong là những tòa nhà nghiên cứu cùng một địa điểm thử nghiệm vũ khí ngoài trời và trại động vật nhỏ. CIA đủ tỉnh táo để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong các bức ảnh vệ tinh của mình. Trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ khí hủy diệt đang diễn ra mạnh mẽ giữa hai cường quốc này,
bất cứ một động thái nào của đối phương bị phát hiện cũng đều trở thành mục tiêu săn lùng của bên còn lại. Lẽ tất yếu, người Mỹ nghĩ ngay đến dự án vũ khí bí mật nào đó mà Liên Xô đang âm thầm thực hiện. Ngay lập tức, cả Hải quân, Không quân Mỹ cùng CIA phối hợp điều tra. Một bản báo cáo dày với đầy đủ thông tin và hình ảnh về hòn đảo Virus Denia đã được CIA thực hiện tỉ mỉ. Sau khi phân tích các yếu tố gồm đất đai, vùng nước biển, vùng không gian bên trên, làng trài, khu thử vũ khí và trại động vật, CIA nghi ngờ Liên Xô bí mật sử dụng chất độc hóa học hoặc vũ khí sinh học nào đó làm vũ khí chiến tranh. Họ đã đúng khi nghi ngờ Liên Xô thử nghiệm vũ khí sinh học tại một hòn đảo cô lập giữa Trung Á. Nhưng người Mỹ không ngờ rằng các thành phần của vũ khí sinh học mà Liên Xô nghĩ đến lại là các mầm bệnh chết chóc và có tính chất hủy hoại cơ thể con người hàng loạt đến vậy. Và người Liên Xô có lẽ cũng không thể ngờ, trước khi thành công hoàn thiện loại vũ khí hủy diệt của mình và kịp dùng nó với bất cứ kẻ địch nào, chính người họ đã trở thành nạn nhân của con quái vật do họ tạo ra. Người ta được tiết lộ về sự cố động trời của dự án vũ khí sinh học này thông qua báo cáo của giáo sư Piotr Bugasov. Bản báo cáo ấy có nội dung như sau. Ngày 30 tháng 7 năm 1971, có người báo cáo với Bugasov về vài trường hợp tử vong bất thường tại Aras 7. Cùng lúc đó, căn cứ chuẩn bị cho tiến hành thử nghiệm mẫu mầm bệnh đậu mùa mạnh nhất trong 23 năm hoạt động của mình. Khoảng 400 gram mầm bệnh đậu mùa được nhà nghiên cứu phát tán ra môi trường. Một thời gian không lâu sau đó, một nhà khoa học trẻ làm việc trên đảo bỗng dưng ngã bệnh sau khi tàu nghiên cứu của cô tiếp cận phòng thí nghiệm ở khoảng cách không cho phép. Lúc đó, thuyền của cô tiếp cận khu vực thử nghiệm 15 km, trong khi khoảng cách yêu cầu là 40 km. Mặc dù đã nhanh chóng được tiêm vaccine ngừa bệnh, song vì là mẫu mầm bệnh cực mạnh, nên nhà khoa học vẫn không thể thoát khỏi việc bị phơi nhiễm. May mắn thay, tử thần đã bỏ qua cô gái, nhưng cô lại lây nhiễm mầm bệnh cho 9 người khác, trong đó có cả trẻ em tại khu vực sinh sống. Kết cục là 3 người, gồm một phụ nữ và 2 trẻ em tử vong. Ý thức được sự nguy hiểm của mầm bệnh lây nhiễm, quân đội ngay lập tức phong tỏa hòn đảo Virus Denia, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trên toàn quốc. Chưa đầy 2 tuần sau khi sự cố xảy ra, người dân trên đảo được tiêm chủng vaccine ngừa bệnh đậu mùa ngay lập tức. Mọi tuyến đường đều bị chặn lại, các phương tiện ra hòn đảo bị kiểm soát gắt gao hơn bao giờ hết. Tất cả những điều ấy nhằm tránh cho Moscow khỏi nguy cơ lây nhiễm khôn lường về sau. Ken Alibek, cựu quan chức làm việc cho chương trình vũ khí sinh học của Liên Xô về sau tiết lộ rằng chính phủ Liên Xô cố tình chọn một chủng mầm bệnh đậu mùa đặc biệt. Mầm bệnh ấy cực mạnh và có nguy cơ lây truyền cao để thử nghiệm trước khi sử dụng chính thức làm vũ khí sinh học. Cái giá phải trả đã đến ngay lập tức. Vì tham vọng của giới quan chức về loại vũ khí hủy diệt vừa tốn ít chi phí vừa có tính sát thương cao mà sinh mệnh của nhiều người phải kết thúc. Rồi điều tồi tệ chưa dừng ở đó, chưa dừng ở con người. Chỉ một năm sau sự cố bệnh đậu mùa, người ta tìm thấy xác 2 ngư dân, những người từng được thông báo mất tích trên chiếc thuyền đánh cá của họ. Nhiều người nghi ngờ họ bị nhiễm bệnh và không được chữa trị. Tiếp theo, hàng loạt cá ở vùng biển cũng chết mà không ai hiểu lý do vì sao. Khoảng 17 năm sau, 50.000 con linh dương bỗng lăn ra chết tập thể trong vòng vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ. Cá nhân tôi cho rằng thông tin này có phần thiếu tính xác thực, bởi không thứ bệnh nào trên thế giới có thể giết chết sinh vật sống trên quy mô lớn trong 1 giờ đồng hồ như vậy cả. Thêm nữa là số lượng 50.000 con linh dương thực sự quá lớn. Nếu linh dương chết, thì những động vật khác có lẽ cũng phải chịu chung số phận. Rất có thể mẫu thông tin vừa rồi chỉ là biện pháp nói quá của thứ vũ khí chết người mà Liên Xô đã nghiên cứu mà thôi. Đến những năm 1990, bí mật và sự nguy hiểm chết chóc tại đảo bắt đầu bị rò rỉ bởi những người đào thoát thành công khỏi Virus Denia, trong đó có Ken Alibek. Khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, ý tưởng về loại vũ khí hủy diệt đã dần mất đi ý nghĩa từng có trong cuộc chiến tranh lạnh. Điều kiện thực tế đã không còn, cộng với sự phản đối mạnh mẽ của công chúng, chính phủ Liên Xô buộc phải đóng cửa Aras 7 một cách chính thức vào tháng 11 năm 1991. Tất cả những người sống trên hòn đảo này được sơ tán trong vòng 2 tuần. Mọi hệ thống hạ tầng dân sự và quân sự đều bị bỏ hoang, khiến cho Cantubec như một thị trấn ma.
và bây giờ có một câu hỏi lớn hơn cần được giải quyết. Những container chứa mầm bệnh sinh học nguy hiểm được xử lý ra sao khi Iran 7 bị đóng cửa? Điều đáng buồn là những thùng chứa mầm bệnh lây nhiễm này không được lưu trữ hoặc tiêu hủy đúng cách. Và trong nhiều thập kỷ, chúng đã bị rò rỉ ra môi trường. Chỉ riêng với các bào tử bệnh than, khoảng 200 tấn bùn chứa bào tử bệnh được trộn với chất tẩy trắng rồi chôn lấp vội vàng trong các hố sâu ở đảo Vorosdenia. Và hẳn là bạn vẫn chưa quên sức sống của bào tử bệnh than khủng khiếp thế nào. Sau hơn 40 năm thử nghiệm mầm bệnh sinh học chết chóc, cộng với việc xử lý hậu quả cầu thả, toàn bộ hòn đảo Vorosdenia đã bị ô nhiễm. Đó là lý do biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm nguy hiểm nhất hành tinh. Một vùng đất chết chóc không nên bén mảng tới gần. Trên thế giới này, đã có rất nhiều nơi nguy hiểm khác mà chúng ta chưa thể biết được. Ngay trong một hành tinh như trái đất, nơi chúng ta vẫn tự hào là tràn đầy sự sống, thì lại có những tử địa chết chóc như vậy. Dưới sự thống trị của loài người, liệu có khi nào các tử địa sẽ ngày một nhiều hơn và chúng ta lại phải mòn mỏi tìm một nơi hiếm hoi để có thể sinh tồn? Các bạn hãy để lại những ý kiến thảo luận ở dưới phần comment của video này. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chúc mọi người có một ngày tốt lành bên gia đình.